toàn này. Ui giời, đẹp. Này sau dự để cột làm mồi nha. Chào toàn thể các bác làm thợ đánh vàng nha, đặc biệt là các bác làm thợ đánh vàng bằng lưới á. Đấy, buổi sáng ngày hôm nay thì ra soát lưới đây nha. Tối qua không phải vạc đi, sáng nay thấy con về đây này anh em này, chịu lưới này, nhìn này. Đấy. Bây giờ hơn 5 giờ sáng, khả năng tắt đèn đi anh em nhìn thấy. Ok. Vạc lưới thì đến cái tầm này thì đa số là ấy hết rồi anh ạ. Đến tầm này là nó không đi đâu. Ui giời. Cái này đâm ngay cửa loa này. Bẩn quá. Đấy, mô hình này. Ôi giời. Vạc, vạc, cò cò. Đấy thì vào đến cái thời điểm mùa di cư này, anh em nào có nhu cầu sử dụng với cái dòng lưới đánh vạc này hoặc là vạc mô hình xốp này thì liên hệ nhé. Cầm tổng cộng ít vạc. Lưới này thì em đánh cái lưới cao 70 mét thôi. Ở đây thì đánh 4 diềm 3 túi. Đây là con vạc xám đầu vụ tỏ ác anh em. Còn mô hình đánh vạc thì nó dễ, nó kiểu như con cò trắng anh em. Còn về bán này quay cho anh em xem chút. Để lỗ con vạc này tỏ thế. Toàn này. Ui giời, đẹp. Này sau dự để cột làm mồi nha. Đây vạc xốp đây. Vạc xốp thì đây có những con vạc từ vụ tháng 3 vừa rồi. Đây có những con thì mới. Đây con này con mới này. Thì vạc xốp mô hình này thì anh em bán mấy chục nghìn đồng một con nhé. Anh em nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ. Số điện thoại mua vạc xốp thì em để ở màn hình video ấy. Chiều hôm qua căng lưới quay cho anh em xem này. Đấy thì con vạc bắt đầu nó dịch đồng nó đi rồi. Đấy còn nếu mà đính chính mùa di cư thì nó phải cứ phải bước sang tháng 8 anh ạ. Nó mạnh. Còn đây thì cái bãi này thì sau này là sẽ triển khai là cắm thêm mô với cả đánh vạc cắn ở đây. Còn ngoài đây thì cắm thêm nhựa anh ạ. Để đánh. Đấy, cắm nhựa. Nuôi tầm một chục con vạc mồi hôm nay đánh ở khe này thì đẹp. Khe này thì trên đây nó về qua khe này này. Bây giờ đây thì giữa đập thì nó có cái đập sang. Đập mấy chục mẫu thôi nhỉ. Con vạc thì được đều đều này đầu vụ mình đánh ấy thôi. Đánh chủ yếu là để lấy vạc mồi thôi. Đấy còn lưới đánh vạc này thì nó có khổ 100 mắt nhé. Cao làm 5 diềm 4 túi. Ví dụ đồng hẹp hẹp này thì thường thường bọn em đánh là sẽ rơi vào cái loại lưới 3 túi thôi. Đây sách bình phải không? Đấy con bộ loa đài đánh vạc đây. Bộ loa đài đánh vạc thì nó sẽ bao gồm là một loa toa Indo 10 này. Đấy thì sẽ đánh theo cái tiếng gọi hoặc tiếng cắn cũng được. Và một loa chắc kèn đây anh em này. Âm ly thì vẫn sử dụng đầu âm ly 263 nhé. Đấy, một bộ loa của nó thì sẽ bao gồm như thế này. Đấy, một loa Indo 10, một loa chắc kèn. Còn anh em mua lưới hoặc là loa đài âm ly thì bên cơ sở như là sẽ hỗ trợ thẻ tiếng chuẩn. Đấy, như anh em thấy đánh con vạc nó đâm ngay mặt loa nó không đi xa đâu. Đấy còn loa này thì ngoài đánh vạc ra thì anh em đánh tất cả những cái dòng chim di cư nhé. Đây, để em kể tên. Đấy về dòng toa 10. Vạc này, cỏ trắng này. Đấy, te vàng này. Đấy, anh em đánh trích gà sâm, dòng chim nhỏ thì có con mắt đỏ mắt xéo, phải rẽ hú tu hú. Thì đang trong mùa tu hú thì các bác thợ là đang sử dụng con toa 10 này nhiều. Còn nào về con loa chắc kèn đây, loa chắc kèn thì nó cũng đánh được nhiều loại chim anh em. Ví dụ như là như đầu mùa đây anh em đang phệt con rẽ hôi này, rẽ hôi rẽ đàn. Đấy, cũng như là về con chim nhỏ hơn thì có thể là kẹp đánh mắt xéo chằng nghịch, cò lửa. Đấy, còn anh em sau đến mùa trích đi thì lại đánh trích. Đấy, đánh trích, kẹp đánh sâm, kẹp đánh vạc như này này. Đấy, bộ loa hoàn thiện. Còn âm ly thì vẫn sử dụng con âm ly 263 thôi. Còn mô hình đánh vạc thì các bác lưu ý là muốn đánh được con vạc lưới này thì đầu tiên là mình phải có bãi đánh. Ví dụ như mặt ao ở giữa đồng này, cộng thêm một cái ruộng của gia đình nữa, bỏ ruộng vài thước đi, đánh thì nó sẽ hiệu quả. Đấy, như bà này năm ngoái những hôm lổ nhiều thì cũng được mấy chục đấy nhỉ.
Đấy, còn sau này thì sẽ cắm nhựa đánh nhá, đánh nhựa ruộng đấy, theo kiểu của anh em Nghệ An ngày xưa đấy. Còn đánh lưới này thì nó sẽ dựa vào những cái dạng cây này. Đấy, dạng cây đây và dạng cây khu vực đây này. Đấy, anh em. Đấy, còn năm nay thì sẽ triển khai đánh bàn vạc ở đây, thì các bác xem video thì đăng ký kênh để đón xem cái thời điểm con vạc là di cư thì em sẽ đánh kiểu như thế nào nhá. Đấy, còn số điện thoại mua lưới hoặc loa đài thì em để ở góc màn hình video. Còn anh em chưa có tiếng thì có thể là kết bạn Zalo, em gửi tiếng về đánh, anh em giữ gìn đánh kinh tế. Đó. Còn lưới thì đặc biệt là anh em mua bên em ấy, thì nhôi cọc khoang túi này em hoàn thiện hết rồi. Các bác mua về là chỉ việc chăng các bác đánh thôi nhá. Rồi chào các bác đấy ạ.